Không, cà phô à, cà heo không. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập mới của Scribblenauts Unlimited. Ây, ơi, con bà nó lại bay mất cái gậy rồi, hy vọng không mất. Ok, pick up. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ... Đâu nhờ? Đây, hôm nay chúng ta sẽ clear hai cái map này. Đấy là một cái map có vẻ như là một cái lâu đài ở trên trời. Và như cái chỗ này là kiểu dân làng thổ dân à. Vậy thì chúng ta sẽ thăm ngôi làng thổ dân này trước. Dot the Island, à đảo Dot. Có tận 10 cái mảnh sao cơ. Chào mừng đến với Dot the Island, đảo Dot. What's up, biết chết. Ok, và rồi ôi, giàn khoan của bọn tàu khựa ở đây rồi. Con Demit tại sao chúng có mang tận giàn khoan ra đây. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với cả anh chàng này. What's up, boy? Tôi muốn lướt, à tôi muốn lặn nhưng mà tôi chưa được chuẩn bị kỹ càng à. Ok, cái này thì khá là easy. Thì mình sẽ cho anh ta một cái mặt nạ để lặn. Lặn đi cô. Nhớ. Ok. Đây sao. Tôi cần một loại tàu chiến có thể cho tôi vào trận hả. Xin lỗi mọi người, mình vừa bị crash game, chẳng hiểu bị làm sao. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với cả ông này. Tôi cần một loại tàu là có thể giúp tôi chiến đấu. Hả? Trong này không có Congo rồi nhỉ? Warship ấy, tàu chiến. Bắn bỏ mẹ giàn khoan đi nhỉ. À vứt vứt cái này đi ạ. Bắn bỏ mẹ giàn khoan đi. Không bắn à? What the fuck? Cho mày tàu chiến để mày bắn giàn khoan mà. What the... Bỏ mặt dậy. Ok. À đợi chút. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giúp bà này đây. Bà này có vẻ như là giáo sư hay là tiến sĩ gì đây mà. Mỏ giàn khoan dầu của tôi đang bị cháy, hãy giúp tôi dập lửa. Cái đệt bà hóa ra là... Ok, vậy cái này khá là đơn giản. Thế thì sẽ cho mưa. À mày đặt giàn khoan đây ra rồi. Yeah. Rồi, ôi rồi dầu. Ok nhờ. Ok, vậy là đây rồi, ông này làm sao đây nhỉ? Nếu như ai đó thay đổi thời tiết, tôi có thể tìm thấy một lâu đài nổi ở trên mây à? À, tức là... Oh. Nhưng mà... Hả, thì sao tự nhiên mình đi vào đây mình lại bè tí đấy? Cái này... Đây là lâu đài kiểu người tí ho này sao mà tự nhiên đi vào đây xong mình bè tí? Thế... Win... Thế thì... Win đi, cho nó có gió rồi đó. Quẩy lên đi em. Mình rơi mẹ mất con cá voi, à con cá heo rồi. Ui. Bye bye. Hy vọng mình sang map kia mình sẽ gặp lại là ngày. Khỏi chấm. Ô con cá của mình nô. Cá ai cho mày bỏ tao, con mất dậy. Bọn này nhảy lên trên giàn khoan. Thằng hả? Ok mẹ vậy. Ok, hai ông bà này. Anh này muốn gì đây? Hãy cho tôi mặc giống như một cướp biển và tôi sẽ là thuyền trưởng của cái tàu giữa biển đấy. Hãy cho tôi mặc như một Viking và tôi sẽ làm... Thuyền trưởng à, thế thì phải cho ra ngày một cái pirate hat. Mũ. Ho ho. Viking cầm rìu, cho ngày cầm rìu.
Đây là bọn này Viking với cả cướp biển chúng nó đánh nhau. Đánh nhau đi cu. Hay lắm, đúng rồi, hay lắm, đúng rồi, hay lắm, đúng rồi. Đúng rồi, đánh chết cả mạng đấy, đúng rồi. Hay lắm. Thế thôi à? Tiếp đi. Đánh không bố mày giết hết chúng mày rồi, bố mày giết hết. Nhơn. Ơ. Chiu. Ồ, đừng, no. Xin lỗi. Sumanai. Don't kill me, please. Ờ, à, lại thằng này à? Không, cá vô, cá heo, không. Thằng khốn, sao mày riêng cá heo của tao? Ok, thằng ôn dịch này muốn gì đấy? Nơi này quả là, nơi này thật là tuyệt vời nhưng mà nó... trông yếu đuối quá, what the fuck thế, tao lại phải... Mình sẽ cho nó một cái Senchi đi, có Senchi không? Đây Senchi này. Được chưa? Xong rồi ông ấy lại nhảy xuống. Xong rồi cái gian khoan nó nhảy vào mấy cái thùng dầu, cái mấy thùng dầu nổ là chết. 10 trên 10 game. Được chưa? Sướng nhá. Rồi còn 3 cái thôi, là ai đây? Là ông này à? Giọng hát tuyệt vời của cô ấy đang mê hoặc tôi. Tức là mình phải không mình tức là kiểu như là bọn ui rồi nó hát rồi. Kiểu như là bọn này nó hát ấy, xong rồi mấy cái bọn thằng thủy thủ ấy nó đi theo phải không? Thế là nó bị ăn thịt. Thế là bây giờ ta sẽ cho mày một cái headphone đi. Đấy, đeo vào. Ha ha, chết mẹ mày đi. À, lại, cô ấy nhờ luôn này. Tôi cô đơn quá, hãy giúp tôi kiểu như là nói to hơn đi. Kiểu như là cải tiến giọng nói của tôi để cho tôi tìm một người bạn này. Thế thì tôi sẽ cho cô một cái megaphone, tức là một cái loa. Chắc tế hy vọng mình đúng đấy. Ok. Nó vào wow. Một người con gái và một con bạch tuộc. Mình xem khá là nhiều hentai để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Ok, còn một người nữa là vẫn là thằng này leo trên này luôn. À, tàu tôi bị đắm rồi, hãy cho tôi một thứ gì đấy để có thể kiểu như là phát tín hiệu giải cứu ấy. Cái hải đăng viết nhà nhỉ? À không. Thế cho thằng này một cái flare đi, cái flare là kiểu đài, kiểu pháo bắn pháo sáng ấy. Ôi giời. Đu càng máy bay đi em, qua Cali đi, bye bye. Qua Cali vui vẻ nhá. Ok, vậy chúng ta sẽ giúp ông già này. Đây là Star. Bỏ mẹ mình quên mất mình chưa đọc. Ok mẹ vậy. Có vẻ như là mình sẽ giúp người dân chống lụt à? À hỏi cái hải đăng này, vừa nói xong. Chuẩn bị đang chuẩn bị có một cơn bão đến với và sẽ làm ngập cả cái đảo đấy á. Người vợ của người kiểu trông giữ hải đăng cần một thứ gì đấy để có thể cất đồ kiểu như là quý giá ấy. Đơn giản thôi, cái này thế thì cho ông bà một cái hòm, một cái chest đó. Được chưa? Xong rồi bà ấy... Wow, xong rồi bà ấy... Ok. Wow. Tôi không thể... Kiểu như là bắt tín hiệu cái này hơi khó dịch, mình chẳng biết dịch như nào. Hãy tạo ra một thứ gì đấy vừa to vừa kiểu vừa bé lại còn vừa cao á. Các mẹ ơi, các mẹ bảo con phải vừa cao lại còn vừa bé để kiểu như là boost signal.
boost signal mình chẳng biết dịch như nào, hình như kiểu như là tăng tăng cái tín hiệu lên ấy để cho kiểu máy bay nó bắt ấy. Cái này chắc phải đợi hin thôi, cái này mình hơi ngu một tí. Chả biết làm cái gì đây. Hin đi, hin đi, hin đi, hin đi. 28 giây hin đi, hin đi. Cho xin cái hin nào. Mặt trăng này. What the fuck. Hin đi. Sử dụng một vật gì đó cao và dài thay đổi cái anten. Một cái cờ được không? Chấp nhận nhé. Không được à? Một thứ gì đấy vừa cao vừa dài á, what the fuck? Một cái gậy, stick. À không, nhầm. Pow đúng hơn. Được kìa, what the fuck? Wow. Oh. Oh. Wow. Mẹ là có tín hiệu. Ô thôi xong. Cái đảo, ui cái đảo ngập mẹ đến tận đây rồi này. Thằng mấy thằng kia ở dưới kia chắc chết mẹ hết đuối rồi. Cái đảo đang ngập rồi. Hãy giúp cho cái đèn ở trên ngọn hải đang kiểu dưới mực nước biển ấy, không thì tàu, cái tàu đến giúp sáo. Bảo vệ ngọn đèn khỏi cái này, what the fuck. Cái này kiểu game này kiểu càng về sau càng khó ấy, mình bảo vệ kiểu mô kiểu ăn flute ở bồ à? Hay là invisible chẳng hạn, kiểu như là vô địch. Đấy, ok. Wow, thế cũng được. Yeah, mặt trời sáng rồi. Vậy là, wow, nhanh nhỉ. Chỉ cần làm 3 bước thôi, vậy là xong rồi. Chắc là có ngôi sao rồi đấy. Tàu đến rồi này. Tàu to đấy. Mẹ mày ném sao của tao đấy à? Mất dậy. Lại phải bay xuống. Đấy. Fuck yeah. Ấy trời ơi, vậy là chúng ta đã xong hòn đảo. Có vẻ như là kiểu như là mấy ông này kiểu lái máy bay ấy, xong rồi đâm mẹ vào cái hòn đảo ở đây. Đấy, xong rồi mới dùng mấy cái kiểu phần nát nát của máy bay để xây cái hòn đảo này lên ấy. Nhưng mà mấy ông này kiểu đeo qua đây ở nhà luôn, thèm về đất liền luôn, ok. Hết là có vẻ mình hay làm nhà với nhiều tí. Bây giờ chúng ta sẽ, ui dồi cái này nhiều thế. 12 cái. Về chúng ta sẽ lên lâu đài ở trên trời. Wow, người khổng lồ, các kiểu thể loại. À, cái này như kiểu là các câu chuyện cổ tích đấy mà. Đúng chuẩn men luôn, nhưng thế thì xong rồi, mình hay ngu khoản này. Rock a bye baby. Please make it stop and get me down safely before I fall off. Cho mày bay nhá. Này, ok. Mình hơi ngu khoản này một tí. Không biết là mấy cái câu chuyện cổ tích ở bên nước ngoài ấy, để xem thằng này là nhà là. Mũi của tôi dài bởi vì tôi hay nói dối. À, thằng này là Punocino đây mà. Nếu mà tôi hứa là tôi sẽ thành thật, liệu bạn có thể giúp tôi kiểu như là khôi phục lại nó không? My nose it grow from all my life. Nhưng mà vấn đề đây là tao giúp mày cho cái mũi mày nó ngắn đi kiểu gì? Chẳng lẽ mình giúp cho nó một cái nọ, mình giúp cho nó một cái mũi bình thường? Không được. Normal. Cũng không được luôn. What the fuck? Làm cho mũi nó bé lại á.
small nose à? Mũi mũi nhỏ à? Không được, nó đẩy hết ra mà. Cái này hơi khó đây. Ok. Tao có đánh mày đâu, bình tĩnh, quay lại đây, come back. Wow. Cái hiện phải nói như nào nhỉ, cái map này nó kiểu như là nó toàn là mấy cái kiểu refer đến mấy cái câu chuyện cổ tích bên nước ngoài ấy, mà mình chỉ biết mấy câu chuyện kiểu tấm cám Việt Nam thôi, cho nên là hơi khó một tí. Nếu mà bí quá chắc phải dùng Google thật. Cái vụ thằng này tặng thế thì để xem không. Dạ đấy, con làn luôn này. The no nose. Ok. Mình sẽ cố gắng, nếu mà cái nào mình giải quyết được thì mình sẽ làm luôn. Còn cái nào mà kiểu như là lobby quá thì chắc phải mình dùng Google thật. Cái gì đây? Mẹ ông ấy còn cáo ở nơ ở nơi. Tôi đã lấy hơi và... À! Cái này là kiểu như nào hồi xưa, cái này là kể về cái câu chuyện mà có con sói ấy, xong rồi nó thổi phát thì là bay mẹ mất mấy cái nhà con lợn luôn, nên là nó ăn thịt con lợn đâu. Bây giờ con này cần giúp để thổi bay cái nhà này, thế thì cho nghe. Ui rồi xô sóng khọc đấy. Cái nào mình làm được thì mình sẽ làm nhanh, còn cái nào nếu mà bí quá thì chắc mình phải Google. Ok, gì đây? Wow, tức là thằng khổng lồ này yêu đứa này nhưng mà... Nó to quá, thế là nó... Wow. To. Để xem nào. Nếu ước chúng tôi ước gì chúng tôi có nhiều điểm chung hơn. Mày thì to, nó thì bé. Nếu mà tao làm cho mày nhỏ đi thì sao? Wow. Ok. Đấy, cái này còn dễ. Ok, thằng này thì sao? Mấy con chuột này bị kiểu như là điên lên tại điên lên. Bởi vì nó kiểu à nó điên lên, tôi cần một thứ gì đó. Piper. Thằng này tên là Piper. Cho mình một cái Piper. À không, what the fuck, Piper. Sáo đi, flute giống cái Piper mà. Rồi. Mấy con chuột đeo kính đen luôn, đội Fedora ở không? Mà lấy đi, tip. Ok. Thế còn ba ông này thì sao? Tôi có một chú cừu nhỏ để tôi chuẩn bị làm bữa trưa, nhưng mà cừu nhỏ á, cái câu chuyện này nghe quen quen này. Để xem nào. Tôi có một con cừu nhỏ và tôi định để kiểu như là cho để giết để làm bữa trưa ấy. Mẹ thằng này ác đấy. Oh, con này ác thế thì nó làm female. Magnifying glass. Nó tìm thấy rồi. À, nghĩa là nó ăn trưa cùng con cừu chứ không phải là nó lấy con cừu làm bữa trưa. Khổ quá, mình lại đọc nhầm. Ok, trong này có gì đây? Cái gương này nói tôi không hot, nghĩa là không xinh đẹp. Wow. Cái này là giống ở trong cái Bạch Tuyết ấy, kiểu như là bà kia bà hỏi cái gương là bà có xinh đẹp không, nhưng mà cái gương bảo đéo ở không. Ok, thế thì tôi sẽ cho cô xinh đẹp. Đấy. Cái gương mẹ mọc cả mặt vào cái gương yêu luôn mà. Wow. Holy fuck. Ghê vãi nổi.
Sadako. Spin to go, spin to go. I can spin anything new. Oh. Wow, ok. Nó biến cái gậy của mình thành gậy vàng rồi. Cảm ơn nhá. À, thằng này là người anh em mình đây. Tìm đi đây. Hãy giúp tôi tìm người vợ của mình. Nếu mà cô ấy có thể cảm nhận thì một thứ đồ ăn nhỏ ở, kiểu ở giữa cái này này. Nghĩa là bây giờ mình phải đưa thằng ấy một cái gì đấy, kiểu một cái món đồ ăn gì đấy nhỏ để nó đút vào giữa mấy cái này á. What the fuck? Mày bị dị dạng à? Có món đồ ăn nào mà nhỏ không nhỉ? Kẹo. Không được à? Một tiny meat, thịt thịt nhỏ cũng không được luôn. Đồ ăn chai coca cũng không được nốt. Oh, fuck, thằng này ơi mất tiếng gậy đi. Lạ nhỉ. Mình phải lấy đồ ăn mình đút vào trong cái đệm, quên mất. À, đút vào đệm này. Úi rồi. Rồi, mình ó qua wow. Viên kẹo vẫn được mà. Lờ 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 rồi chứ, lòi. Mẹ bọn này xì đà thật. Mê ở đây còn thằng tóc to đùng này. Nhưng mà vào vào trong này kiểu gì? Mình muốn đi vào trong nhà này nhưng mà vào vào con đường nào đây? What the fuck? À không, có con mèo nữa. À con mèo đi here này, kiểu con put in put. Cứu tôi với. Hãy giúp tôi thoát khỏi mấy chiếc giày này. What the fuck? Mày là mèo đi here cơ mà, tại sao mày lại muốn thoát khỏi mấy đôi giày? What? Xoa đầu. Hoàn. Men. Men. Men cool. Làm mà nó thoát khỏi đôi giày á. Đưa cho nó một cái giày khác được không? Sandal. Không 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 đưa cho nó giày được. Là thế nhỉ? Cái này hơi khó, chắc phải Google. Ok, hóa ra là mình phải cho con này viết như thế này à? Push out, put. Đấy, mấy cái này thi thoảng nó toàn cho mấy cái kiểu khó khó, mình còn chẳng biết làm như nào. Cái nào làm được thì làm, cái nào không làm được thì chịu. Ok, vậy thế thì mình giúp bọn này nhào đây. Vào trong này kiểu gì? Tóc của tôi mọc dài quá. Và nó bị stuck và nó bị kẹt vào trong cái cửa, nó kẹt vào cái cửa sổ này. Tóc dài thì cắt tóc, có cái gì đâu. Chứ cái scissor là biết nhau nhỉ, ở đây. Này. Đấy. Lại đội mũ vào. All the King Humpty Dumpty là con quả, là con quả trứng ấy. All the King Horses and all the King Men left and I have gone to pieces again. Nghĩa là bây giờ hình như là nó nát bét rồi, hình như bây giờ mình phải gắn nó lại vậy. Bán đét được không? Keo dán Nam Bình Hải đây. Mày, tao vừa gắn keo cho mày xong. Ok,
Bây giờ mình đã hoàn thành 12 trên 12 con cái to đùng khổng lồ dưới kia rồi. Chúng ta cố lên. Thằng này nhìn Hansel and Gretel gây áo. À, Hansel and Gretel à, cái này giúp Hansel và Gretel sống sót khỏi câu chuyện của họ. Cái Hansel và Gretel này cái câu chuyện là kinh dị á. Cứ biết là coi như là kinh dị. Hansel và Gretel ra ngoài để khám phá, đưa cho chúng nó một cái gì đấy để làm treo. Cái này mình biết, cái này đưa nó bánh mì. Chúng nó giải bánh mì ra, nhưng mà lại có con chim ăn mẹ mất. Ôi không, hãy đưa cho chúng nó một thứ gì đấy. Lại đưa cho một cái khác à? Đưa, không đưa bánh mì được à? Đưa bánh mì thì có con chim lên ăn mẹ mất. Marker đi, một cái bút đỏ. Đánh dấu bằng bút được không? Tôn, đá. Đấy. Bà già. Hãy giúp người phụ nữ cắt. Ok. Một cái rìu. Cắt gỗ và đốt vào lò. Mình là... Ui! What the fuck? Xin lỗi vì đã bỏ kính của bà ra. Mà hình như bà này ăn thịt thay bọn này ra, nếu mà nhìn không nhớ không nhầm. Giờ sao? À đây. Đan đan ta. Ha ha. Chúng mày rơi vào bẫy của tao rồi. Gretel sẽ làm nô lệ của ta và Hansel sẽ là bữa tối biết ngày mà. Nó bắt thằng Hansel, nó đút mẹ vào lò. Đưa Hansel một thứ gì đó để lừa mụ phù thủy không ăn anh ta. God damn it. Đưa cái đéo mẹ gì đây. Trông tôi ngon quá. Hình nộm được không? Dummy này. Không được à? Dummy. Cái này chắc phải đợi hin thôi, mình không nhớ câu chuyện này lắm. Mình nhớ là cái này là ngôi nhà kẹo cơ mà nhỉ. Cái này chắc phải đợi một tí rồi. Ôi trời ơi, tập này sẽ dài lắm đây. Tập này chắc phải hơn 30 phút. Đọc hin đi bà. Ok. Tôi muốn trở nên không ngon. Thế thì tao sẽ cho mày hôi. Tại vì không ai muốn ăn một thằng hôi cả. Stinky. Cái này sẽ câu giờ được một lúc. Hãy lùa mụ phù thủy trở lại cái lò. Tôi cần lùa mụ phù thủy lại đây để tôi có thể cứu anh trai của tôi. Cho mày một cái kèn nhé. Không được à? Lại phải đợi hin rồi. Mù kiến thức về các câu chuyện cổ tích ở bên nước ngoài nó khổ thế này đây. Nếu mà bên nước ngoài chắc nó chơi cái map này chắc tầm 5 phút. Tại vì chúng nó... Tại vì nó là câu chuyện cổ tích. Ở bên chúng nó mình... Nhưng kiểu bây giờ chúng bọn nào làm một cái map tầm cá một khi mình làm mẹ nhanh mẹ nhất luôn ý. Tôi cần tạo ra một cái gì đấy để đánh lạc hướng. Thì tao đưa cho mày cái coi còn... Thì tao đưa cho mày cái coi để mày đánh lạc hướng gì nữa. Bây giờ mày muốn gì? Hay là lại muốn một cái loa? Đưa cho cái loa nhá. Đấy, lại không có gì cả. Tôi cần một cái gì đấy để đánh lạc hướng.
Lại phải đợi hin rồi. Các bạn bạn nào xem thì có thể skip nhé. Mình tại vì mình render video thì mình để full mà để cho các bạn xem hẳn hoi. Còn bạn nào không muốn đợi 30 giây 20 giây thì có thể skip đến đoạn mà nó đưa ra hin để đấy. Có thể đốt một thứ gì đấy, có thể cho đốt mẹ cái kèn đi. Không được à? Có thể đốt một thứ gì đó. Pizza. Đốt đốt pizza được rồi. Cháy rồi. Nào, bây giờ là cơ hội của bạn. Nó ném con mẹ mụ phù thủy vào trong cái lò luôn. 10 trên 10. Wow, holy fuck, cho là... Wow, mụ phù thủy đã chết. Hãy cứu Hansel và té khỏi đây. À, nóng 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 nóng, pick up. À, nóng quá, không không cầm được. Câu. Đấy. Ok ạ. Hả? Dập lửa rồi mà. Găng tay. Khổ quá. Rồi. Té đi Hanso. Ra đây ông bố củi về. Hình như đây là bố của bọn này ra ấy. Ông đây là ông bố củi. Chạy về nhà đi các cháu. Thật cảm ơn vì đã giúp cho chúng nó chạy thoát. Hãy lấy thứ này. Đưa tao sao đây. Fuck yeah. Ôi trời ơi, mệt quá. Hà Nội hôm nay nóng quá. Nóng dã man luôn, toát hết cả mồ hôi rồi. À, một level nữa lại hoàn thành. Rồi, rồi may quá. Ok, vậy là mình đã gần hoàn thành game này rồi. Ôi rồi, thì này, chúng ta đã trải qua bao nhiêu là rủi ro và để đem sao về cho chị của mình. Mặc dù chúng ta cứu được chị của mình rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều việc người chúng cần, kiểu những người cần chúng ta ở trên thế giới này. Và tập tiếp theo là tập cuối của series Scribble Not Unlimited rồi. Tập đó thì mình sẽ giải quyết ba cái tên lửa này, chắc là chúng ta sẽ bay lên vũ trụ hay một cái gì đấy. Cảm ơn các bạn nào đã theo dõi đến tận giờ phút này. Nếu mà các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like, một comment và các bạn hãy share video của mình để ủng hộ channel của mình. Và bạn nào bên nếu mà bạn nào lần đầu tiên xem video của mình thì các bạn hãy subscribe để khi nào mình ra video mới nó sẽ thông báo ở trên new feed YouTube của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập cuối của Scribblenauts Unlimited.